ATM Lucky, Hải Long Land, Mic Group đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, mới đây Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định phê duyệt triển khai thí điểm tiền di động Mobile Money, tức là dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ. Thời gian thí điểm trong 2 năm tính từ ngày 9 tháng 3 năm 2021. Việc cho phép thí điểm Mobile Money nhằm mục tiêu góp phần phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tài chính, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo của Việt Nam. Thủ tướng đồng ý cho các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ví điện tử và giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất sử dụng băng tần vô tuyến điện hoặc các công ty con được công ty mẹ cho phép sử dụng hạ tầng mạng lưới dữ liệu viễn thông được phép tham gia thí điểm. Các doanh nghiệp này được cung cấp dịch vụ đến các khách hàng có chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu trùng với thông tin đăng ký số thuê bao di động của khách hàng, được doanh nghiệp thí điểm định danh, xác thực theo quy định. Các số thuê bao di động có thời gian kích hoạt và sử dụng liên tục trong ít nhất 3 tháng liền kề tính đến thời điểm đăng ký mở và sử dụng dịch vụ Mobile Money. Theo quyết định, mỗi khách hàng chỉ được mở một tài khoản Mobile Money tại mỗi doanh nghiệp thực hiện. Quyết định cũng nêu rõ hạn mức giao dịch không quá 10 triệu đồng một tháng đối với mỗi tài khoản Mobile Money cho tổng các giao dịch như rút tiền, chuyển tiền và thanh toán.